What's up guys, xin chào mọi người đã trở lại với channel của mình. Thì sau cái vlog mà mình đi cam giày và trúng đôi giày mà mình không phải tốn tiền ấy, thì sau 1-2 tiếng ngồi nghỉ một tí, ăn uống, và bây giờ mình lại xuống downtown một lần nữa để mà đi Black Friday cùng với mọi người nhá. Thật sự mà nói là mình khá là mệt rồi, cho nên là sẽ không nói được gì nhiều, mong mọi người thông cảm. Mình chỉ break down cái outfit nhẹ nhàng thôi. Một chiếc áo tee màu đen, một quần OG và một đôi Ibakuasa. Vâng, điều nhìn sơ bộ thôi thì cũng đã biết đây là một bộ black outfit, nhìn cũng khá là căng thẳng. Thường thì metro cách nhà mình tầm 5 phút đi bộ, cho nên là mình cũng không muốn tốn quá nhiều tiền để mình đi Uber như ngày xưa nữa. Tóc tai rũ rượi hết rồi, không còn cộng nào vào cộng nào nữa. Thật sự mà nói là cái trải nghiệm đấy cũng khá là thú vị. Một cái store nó bán những đôi giày chỉ tầm khoảng 50 đô, 60 đô, mà đó là những đôi Yeezy. Có những đôi nó còn cho không, đôi của mình thì nó còn tặng tiền nữa. Bên cạnh đó thì cái việc mà line up tổ chức xếp hàng, có line up nhưng mà cũng có trên hàng, cắt line. Nói chung là cũng không khác gì Việt Nam là mấy đâu. Nhưng mà mình nói như thế, mọi người cũng đừng có nghĩ là người ta như vậy thì mình cũng như vậy. Đừng, cái nào mình hơn được người ta thì hơn đi. Lúc mà mình tới thì tầm khoảng 10 người, 15 người trước mình. Lúc mà xếp hàng đi vào mua đồ thì cái thằng xếp sau lưng mình nó lại vào mùa đầu tiên. Kiểu what the fuck, hơi bị kỳ. Thì chứng tỏ là cái cách quản lý của nó chưa có được chắc chắn lắm. Off the Hook là một chỗ thầu bán những sản phẩm về skate như là Obey, Palace hay là Vans. Lâu lâu nó cũng có mấy cái deal tốt. Nó làm theo kiểu là cứ mỗi 1 giờ thì nó ra check một lần. Nếu mà mình không có ở đó là mình out. Cho dù mày có hiện 5/6 lần check nó cũng cho mày out. Thế vẫn tốt hơn là việc mọi người kiểu trên lần xếp hàng và nó nhớ ghi mặt từng người lại. Bây giờ mình đã vào trong Uniqlo rồi và mình thấy thiết kế của nó không khác gì ở Việt Nam. Chỉ có một cái là nhiều người hơn và nó có vẻ như là không có rộng bằng ở Việt Nam thôi. Xếp hàng thì cái line up đúng dài nên mình được cái là cũng đỡ đông hơn là so với mình cầm giày. Mình đã tính mua một cái áo hôm 300 túi tao giờ còn có 160 rồi. Phải kiếm. Ui. Thôi bỏ đi. Thấy cái áo nhìn đẹp quá ha. Nhưng có nữ rồi. Có tay kìa. Này mọi người giao phía thằng bạn mình là nhìn đĩ quá. Ok. Nhìn căng thẳng liền. Quá gắt. Mình đang ở cái vị trí mà ai cũng thích, vị trí của Graphic Tee. Ở đây là mọi người có thể mua bất kỳ thứ gì mọi người thích. Thì hôm qua mình có mua một cái tee của Billie Eilish, là chiếc màu này. Và mình đang suy nghĩ có nên lấy màu này không. Chắc là không đâu, tốn tiền lắm. Đây sale có 9 đồng mấy nè, rẻ cực. Mọi người cứ chờ khoảng tầm 1-2 tuần gì đấy, hoặc nửa tháng đến tháng là auto những item của Uniqlo tự động sale. Rẻ. Ờ đúng rồi, nó là một cái collaboration. Nhưng mà nhìn không thể rẻ ra. Ừ, ở Việt Nam có nhân trí với anh này nè. Tôi thề mấy ông luôn, tôi đã đẹp mặt đẹp vãi. Mà đến lúc mình mặc lên như cái thì mọi người là đây là đồng dã man. Kể từ khi mà quarantine đến giờ đây là lần đông nhất mà mình thấy khi mà đi ra ngoài ở dưới đó sao ấy. Đây, H&M cho em. Nó nằm từ tận dưới kia mà mình phải đứng một cái line to như thế này. Dang. Thì cái sense vừa rồi là cái đợt mình đi Black Friday sau cái thời gian mà mình đi cầm giày. Và mình cũng không thể quay cho mọi người hơn nữa, bởi vì mình cũng khá là mệt. Và mình cũng muốn enjoy the rest of the day. Sau đấy cũng vài ngày, thật sự mà nói là mình chờ cũng khá là lâu, mình delay khá là lâu đến mức tóc mình đợi màu luôn rồi. Thì bây giờ mình mới có cơ hội ngồi đây và đập hộp review những món đồ mà mình mua được ở trong Black Friday cùng với mọi người nhé. Thì mình có một vài cái áo tee, mình mua khá là ít đồ thôi bởi vì mình cũng không có quá là nhiều tiền và những món đồ sale thì mình cũng đặt, chủ yếu là mình đặt online. Và vừa rồi mình đi là cũng chỉ để cho mọi người xem tham quan và có một vài pick up thú vị. Đầu tiên ở đây mình có một chiếc áo đến từ thương hiệu Brooklyn Clothes. Nên mình không rõ thương hiệu này lắm, bởi vì mình khi mà mình vào một cái store ở đây, chúng ta có một store tên là Winner, thì nó giống như Foot Locker. Ở đây cũng thế, thầu những item khá là bình thường. Lâu lâu cũng có vài món khá là
độc đáo như của Moschino hoặc là LV. Thì chiếc áo này mình không rõ thương hiệu nhưng mà mình thấy nó khá là đẹp cho nên là mình cũng mua về luôn. Thì ở đây chúng ta có một cái graphic World Wide Web và một cái mặt người như vậy. Và mặt sau chúng ta có chữ World Wide hình địa cầu. Mình thì thích mua chiếc áo này tại vì cái màu sắc của nó khá là đẹp và mình khá là thích cái kiểu màu sắc như thế này. Tay phải của chúng ta có những cái thiết kế như kiểu wifi hoặc là thông tin internet liên quan đến cả internet thôi. Thì mình không để, nếu mà mình biết được gì thêm về thương hiệu này mình sẽ để một cái bức hình ở bên đây nhé. Bởi vì mình thấy thì nó cũng chỉ là local hoặc là không có quá nổi bật như là Supreme hay là giống như local brand nước ngoài thôi. Bên này chúng ta có một dòng chữ internet. Đây, internet. Và lý do mình mua chiếc áo này bởi vì mình không có một chiếc áo tay dài nào cả. Chiếc này thì khá là mỏng và mình cũng muốn mặc những chiếc áo tay dài để đi vào mùa đông nên sẽ khá là ấm. Nếu mà mặc áo thun, t-shirt thì sẽ rất là lạnh mặc dù mình có thêm một vài chiếc áo giữ nhiệt. Tiếp theo là một chiếc áo thú vị hơn đến từ thương hiệu Uniqlo. Thì Uniqlo cũng mới mở ở bên Montreal này thôi. Mình thấy Montreal đây khá là gà. Ở Việt Nam nó có từ rất là lâu rồi nhưng mà vừa rồi tháng 10 vừa rồi nó mới được mở khoảng hơn một tháng thôi. Thì đây là chiếc áo từ collection cũ, một chiếc áo Billie Eilish collab với cả Murakami và Uniqlo. Thì ở trên đây chúng ta có những cái thiết kế cartoon của bông hoa, cartoon của Takashi Murakami và đôi mắt của Billie Eilish nhìn khá là bê. Và mình thích chiếc áo màu xanh này tại vì mình chưa có một chiếc áo nào màu sắc khác so với những chiếc áo màu đen, trắng, đỏ, xám và một vài thiết kế tối màu. Mình muốn thay đổi thiết kế của mình một chút, cách ăn mặc của mình một chút và cách phối màu và cách lên đồ của mình một chút để cho nó nổi bật hơn trong tủ đồ của mình. Thì mình cũng muốn chia sẻ với mọi người rằng là chúng ta nên có một vài chiếc áo như là chiếc áo màu tím, màu vàng, màu xanh nước biển, những cái phối màu mọi người thấy ngoài đường rất là nhiều để cho chúng ta có thêm màu sắc trong tủ đồ của mình. Và quay lại với thương hiệu Winner thì chúng ta cũng thích áo đến từ thương hiệu Guess. Yes thì cũng là một thương hiệu bình thường ở bên này nhưng mà dù sao thì nó cũng là một thương hiệu khá là nổi tiếng đối với những người ở Việt Nam. Thiết kế của nó là một thiết kế khá là cũ rồi, những bức tòa nhà kiểu nhìn cũng khá là low key ấy. Và chiếc Guess này thì được làm nổi lên khá là đặc biệt, kiểu nó óng lên một màu đỏ cho nên là mình thấy cũng khá là đẹp và giá cũng khá là rẻ. Và xung quanh nó có những cái thiết kế khá là kiểu faded, mình thấy khá là đẹp bởi vì mình khá là thích những cái thiết kế vintage và nó kiểu cũ một tí ấy. Nhưng tiếc là mình chiếc áo này xem mờ cho nên mặc không vừa một chút nào. À, đây là một tip những bạn nào mà thích mặc đẹp mà gầy, mà đối với những người béo như mình ấy, chúng ta nên mua chiếc áo size nhỏ mà nó fit với cơ thể của mình và từ đó thì chúng ta sẽ có động lực để mà giảm cân. Cái tip đấy và mình đã giảm được khoảng 4-5kg trong đợt hè vừa rồi và mình đã rất là may mắn mình giữ được cái số ký đấy sau cái đợt Covid lần 2 nó bùng phát ở bên Canada này. Tiếp theo là một chiếc áo từ một thương hiệu nào đó mình không rõ, tên là Global. Nếu mà mình biết thông tin gì mình sẽ để những cái tấm hình cho mọi người xem nhé. Thì mình thích chiếc áo này tại vì nó là màu đen, tuy nhiên này. Và bên cạnh đó nó có cái logo giống như những chiếc áo Metallica, ngầu, rock and roll các kiểu. Và mình chưa có chiếc áo nào như vậy cho nên là mình pick up luôn. Nếu mà may mắn thì giống như mọi người săn đồ sale ở Việt Nam thế, kiểu lâu lâu sẽ có những cái deal như kiểu Machino hồi nãy mình nói ấy, thì chúng ta có thể lấy. Sorry mọi người, từ bên ngoài chúng nó dậy rồi, chúng nó đang dưới nhà thế nào còn tí mọi người phải thông cảm. Và mình có tạt qua một tí qua H&M và mình mua một vài cái đồ tất để mà đi Giáng sinh. Mình không hiểu sao tại mình mua chiếc này luôn, tại vì mình thấy nó khá là ngầu và các bạn bây giờ cũng khá là thích những trái bơ. Và cuối cùng là một chiếc áo đông. Thì chắc chắn là bên này mọi người sống bên này không thể nào thiếu những chiếc áo đông được, bởi vì không có nó thì mọi người không thể nào đi ra ngoài đường nữa đâu. Bởi vì ở khu mình ở nó có khi lạnh lên tầm âm 10, 12, có khi lên đến âm 20 độ. Chiếc áo này là một chiếc áo giữ ấm khá là ok. Mình có một chiếc áo rồi nhưng mà mình mặc nó khá là lâu và nó khá là cũ. Từ hồi mình từ ở Việt Nam cơ, trước khi mặc qua bên này ấy, mình thích cái thiết kế này hơn tại vì nó khá là chắc chắn, nhìn nó khá là đẹp. Sorry mọi người, mình không có thể nào show hoàn toàn được cho mọi người xem được tại vì nó cũng chỉ là một chiếc áo đông và có thể Việt Nam chúng ta sẽ không chủ thiết kế này. Nhưng mà mình sẽ nói sơ qua một chút. Thì chúng ta có 4 chiếc túi như kiểu cargo pants á, 1 chiếc, 2 chiếc, 3 và 4 chiếc như vậy. Và cái màu sắc của nó thì nhìn khá là kiểu mạnh mẽ, nam tính, kind of. Những thương hiệu nổi tiếng về áo đông ở bên này như là Point Zero hoặc là Canada Goose. Canada Goose thì như là hàng kiểu LV đồ rồi nói. Gì nói. Ồ, đâu. Ok, mở unbox thôi. Ok. Và mình cũng vừa mới nhận được một hai cái món hàng
cứ mình cứ cùng review cho mọi người cùng xem nhé. Thì mình có một chiếc máy ảnh đến từ thương hiệu Insta Fujifilm. Thì đối với những bạn nào, bạn nữ nào mà sống ở những thời điểm như kiểu lâu rồi đấy, 2016-2017, thì các bạn khá là chuộng cái thiết kế của những chiếc máy ảnh mà chụp lấy ảnh liền ấy. Thì bây giờ chúng ta đang quay trở lại cái thời kiểu vintage rồi ấy. Thì chụp hình những kiểu thiết kế này khá là đẹp. Lấy phim mà đúng không? Chụp xong rồi. Một cái này mới in chứ máy ảnh hả? Oh shit, sorry mọi người, mình nói nhầm. Đây là một chiếc máy in ảnh chứ không phải là một chiếc máy ảnh. Thì cái chiếc máy là chiếc máy in ảnh, như kiểu là chúng ta sẽ tải một cái app ở trên điện thoại, xong rồi chúng ta sẽ lấy những cái bức ảnh ở trên mạng hoặc là Instagram của mọi người và chúng ta sẽ lưu vào đây, giống như là mọi người hay đi Vincom hay đi kiểu những cái địa điểm, những cái mall ở Việt Nam mà nó có những cái chỗ in ảnh free ấy. Thì đây là một cái như thế. Chỗ mở nằm ở đây, chỉ cần mở ra thì có thể nhét phim vào đây, và từ đó nó có một cái lỗ bên này thì chúng ta có thể in phim ra, in ảnh ra. Và thường những cái couple thường hay có những cái bức ảnh như vậy để mà để phía đằng sau điện thoại hoặc là ở trong bóp ấy, tăng cái sự dễ thương của mọi người lên như ở đấy, rất là cute. Và mình có, và bên này chúng ta có một những cái cuộn phim của Fuji. Thì Fuji là một cái thương hiệu máy khá là xịn sò và khá là đắt ở bên Nhật Bản. Nhìn tên là biết là Fuji đúng không? Giống như kiểu Suzuki ấy. Trong này có hai pack phim. Mình không dám mở ra tại vì mình cũng chưa có biết rõ như thế nào hết. Mình chỉ review sơ qua cho mọi người thôi. Với lại đây là đồ của bạn mình cho nên là nó muốn mình review chơi thôi mà. Cũng vui, không vui gì cả. Nó gọi là smartphone printer, instant mini link. Ok. Và đó cũng coi như là tất cả những món đồ mình mua được ở trong đợt Black Friday. Mình có đồ online ở H&M, một vài cái blazer, một vài cái pant, nhưng mà nó chưa về kịp, cho nên là khi nào về mình sẽ review những món đồ trong dịp Giáng sinh luôn nhé. Và đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ ở trong vlog ngày hôm nay. Và nếu mọi người thấy vlog này hãy like, share và hãy subscribe để ủng hộ cho mình. Và một lần nữa, cảm ơn mọi người đã xem cuối vlog này và chào tạm biệt. Và hẹn gặp lại mọi người trong những vlog lần sau. Mình là Lê Huy và peace guys.